twit. Let's say gonna peel it pain. Mình sẽ Vietnam mình healing a period pain. Cái này mình sẽ trị mình sẽ chữa lành cái vùng đau bụng khi mà tới tháng hơn cho chị em phụ nữ. Healing wand. Healing wand là giải phép ơi. This phép is called ơi. The healing wand, okay? Yeah. It's a name. Giải healing wand. Ơi. That's all. Hoặc là đổ phép ơi cũng được. Giải phép ơi, đổ phép ơi. What do you say in Vietnamese? Saying healing wand. Healing wand. That's all. Yeah. In Vietnamese. In Vietnamese. What is the Vietnamese word? Đổ phép ơi, đổ phép. Oh, cannot. My mouth cannot come out. Sorry, maybe I will have. Okay. Tức là mình xin phép sorry sir, maybe I will have this guy for short while. Tức là mình dùng những cái từ ngữ nó đơn thuần thôi chị em nha. Tức là mình sẽ dùng cái từ gọi là cây gậy chữa lành. Chứ không có phép thuật nào ở đây hết. Mình dùng có một cái từ nó đơn giản với người Việt của mình, đó là cây gậy chữa lành nha chị em mình nha. Very simple. Go to hold by the side. Sau đó not here, not here, not here, not here. Understand? Put it by the side, like this. By the side. Tức là sau đó mình sẽ cầm cây gậy qua một bên phía bên tay thuận của mình. Mình có thể dùng tay trái hoặc tay phải, nếu tay nào mình thuận thì mình cứ dùng nha. There's only one common instruction. Tức là nó chỉ đó là đi theo một cái nguyên tắc cơ bản thôi. Healing wand. Đó là cây gậy chữa lành. Become as powerful as required. Trở nên mạnh mẽ như được yêu cầu. To heal and condition. Để chữa lành. That I cannot change. This is the instruction, okay? Tức là and những cái câu này là cái câu mà nguyên tắc mình phải đọc. What do you want to heal? What do you want to heal? Tức là bất cứ cái bệnh hoặc là bất cứ cái chỗ đau nào mình có thể dùng cái câu đó mình lặp lại được. Heal my period pain. Understand? Ví dụ cây gậy chữa lành, hãy trở nên mạnh mẽ như được yêu cầu, chữa lành việc đau bụng kinh hàng tháng của tôi chẳng hạn. Healing wand. Become as powerful as required. To heal and condition my period pain. À, tức là anh chị cứ đọc theo đúng. Ví dụ tới tháng mà đau bụng kinh thì mình cứ đọc là cây gậy chữa lành, hãy trở nên mạnh mẽ như được yêu cầu, chữa lành đau bụng kinh hàng tháng của tôi. And you go 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi mình ngừng lại. Mình đọc nhẩm trong miệng 1, 2. The size is very simple. Like this. 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3. 1, 2, 3, stop, one. Not like this, not like this. Must go up and down. Tức là mình đánh một cái vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, nhưng mà mình đánh nhỏ thôi. 1, 2, 3. Mình dừng lại. 1, 2, 3. Rồi lại tiếp tục thực hiện. 1, 2, 3. Rồi mình ngừng lại. 1, 2, 3. Sau này khi anh chị mà mình làm quen rồi á thì mình sẽ không cần phải đọc nữa. Mình chỉ có việc thực hiện thôi. Khi mà mình quen cái tay của mình rồi thì lúc đó mình không cần phải nhẩm, không cần phải đọc là 1, 2, 3 rồi dừng lại 1, 2, 3 nữa. Let's say you don't know. Pain is somewhere here. You don't know. You don't know what is inside. We don't know. Tức là nhiều khi mình có những cái bệnh mà mình không biết rõ được là cái bệnh đó là bệnh gì. And say healing wand become as powerful as required to heal and condition the pain area where I am touching. Tức là bản thân mình không phải là bác sĩ, cho nên khi mà cái việc vùng đau của mình nó nằm ở một vị trí nào đó mà mình không gọi tên được nó, thì mình sẽ dùng cái tay mình chỉ vào cái điểm đó. Ví dụ bây giờ mình đang đau không, nhưng mà mình không biết là mình đau ruột thừa hay là mình đau vì cái việc là mình đi lại, mình chạy như thế nào đó mà mình gây nên cái cơn đau này, thì mình chỉ để cái tay vào đúng cái vị trí, cái chỗ đau đó. Cái tay còn lại là cái tay thuận của mình để mình dùng cái gậy chữa lành. The wand knows what to do. The wand knows. Tức là cái cây gậy chữa lành này sẽ biết việc nó cần làm gì. You may not know your body, you may not know your body, but the wand knows what to do. Understand? The wand is healing. Tức là bản thân mình sẽ không biết cái điểm đau đó chính xác là cái điểm gì và cái tên gì, nhưng cây gậy chữa lành sẽ biết được chính xác việc đó. Ví dụ như là bây giờ mình không phải là nha sĩ thì mình không biết được là răng khôn, răng thứ nhất, răng thứ hai hay là răng hàm, răng gì gì đó. Chỉ có bác sĩ nha khoa họ biết chính xác. Thì mình đau ở cái vị trí nào trên cái hàm của mình thì mình để cái tay vào vị trí đó. Ví dụ như là bây giờ em đau răng khôn thì em không biết cái răng khôn nó nằm chính xác ở cái góc nào trong miệng của mình. Nhưng mà mình biết được, mình sờ, mình cảm giác được cái chỗ đau đó, thì mình cứ đặt cái vị trí vào chỗ đó thôi. Còn ví dụ mình đau cả hàm thì xin phép anh chị là bây giờ đau cả hàm thì mình cứ để cái tay như vậy, chứ mình không có sự chọn lựa đâu khác. Rồi ví dụ mình đau răng cửa thì mình chỉ để đúng vị trí của cái răng cửa của mình chẳng hạn. Tức là em lấy ví dụ để cho mọi người dễ hiểu nha. Let's you want to heal a heart.
Ví dụ như bây giờ mình muốn chữa lành cái việc đau tim của mình. The healing wand become a powerful squad to heal and condition my physical heart. Như vậy thì mình cũng phải giống như bình thường, có nghĩa là cây gậy chữa lành hãy trở nên mạnh mẽ như được yêu cầu. Okay. Chữa việc đau tim của tôi chẳng hạn. Who's got gastric pain? Tức là có ai bị giống như kiểu mà mình bị đau dạ dày không? Right now, come, stand here. Right now, Mời chị lên đi chị. You're right now, come.